đây là mình sẽ review một cái video điện bình cũng dạng là tiền điện của thằng MacBook Pro 13 2016-2017 nha mọi người nha. À, đầu tiên mình coi các bạn xem mình tắt nút nguồn nè. Giờ mình mở lên ha. Bạn chú ý là mình ghi cũng làm đồ màn hình lên bình thường ha. Đây, password của anh này là 1234. 1234 thì dùng trong. Đây nha mọi người, cái này là mình tư vấn ảnh là thay màn hình durable, bảo hành 12 tháng và phương án tối ưu nhất. Phương án thứ hai là mình hàng lại cáp. Đó thì mình nghiêng lên thẳng lên 90 độ này, tối nữa nào, có đèn đã tối đâu. Thì mình nghiêng lên cái là móc đèn hình luôn nè. Đây đây là móc giọt ha, mình thấy là nó tối hết rồi nè. Rồi móc đèn hình. À, mọi người thấy được cái bệnh của nó rồi ha. Cái dòng Tút 3 này là ổ cứng nó đóng trên mainboard luôn. Này là nó phù 4 tảng pin. 4 tảng pin, 2 tảng pin dưới thì phù ít, 2 bên hông thì phù nhiều nha mọi người ha. Mình quan sát kỹ dòng này và mình đã tư vấn khách hai phương án rồi. Một là thay màn hình durable, hai là hàng cáp. Để coi anh khách hàng này chọn giải pháp nào thì mình sẽ làm theo yêu cầu của anh. Đây nha mọi người, đây là cái dưới của MacBook Pro 13 2016-2017 màu silver này nè. Là nút dòng này là có Tút 3 cao cứng. Thì sau khi mình tư vấn cho khách hàng rồi thì anh khách hàng này anh chọn giải pháp là hàng cáp màn hình. Mình cũng tư vấn cẩn thận ảnh là hàng cáp này tỷ lệ bị lại rất là cao. Nhưng anh nói là ảnh hàng là anh dùng thời gian để thôi. Thì mình cũng làm dịch vụ mà, nên mình sẽ làm theo yêu cầu. Mình sẽ hàng cáp. Giờ mình đã tháo rồi, chỉ cần màn hình ra ha mọi người ha. Mọi người thấy là chỉ còn thớt chứ thôi. Còn mặt sơi cầm dưới main thôi. Tấp khê rồi nè. Đó, pin rồi đó. Thì giờ mình tháo cái màn hình ra và mình sẽ tiến hành xử lý cáp trên màn hình. Xử lý cái bệnh gọi là lỗi cao áp cho MacBook Pro 13 2016-2017 phiên bản Tút 3 hay No Tút 3 đều như nhau. À mọi người xem ha, mình sẽ chuyển qua cái bước là mình xử lý cáp. À các bạn xem ha, đây là cái cáp màn hình cáp cao áp của MacBook Pro nè. Đây, à mọi người ha, nó đứt cáp và đứt cáp cao áp này. Đó, nó gây ra hiện tượng mờ hình là cái cáp cao áp này nha mọi người ha. Mình xử lý thì có hai phương pháp, một là hàng cáp, hai là thay cổng cáp. Nhưng mà hai phương án này thì nói chung là mình làm là tối ưu thôi, làm theo yêu cầu khách hàng thôi, chứ giải pháp mà hàng cáp hoặc thay cáp này thì tỷ lệ khả năng nó bị lại cũng cao. À đây mọi người nhìn quan sát kỹ ha, mình cắt cái mặt này ra và mình nối cái cổng cáp khác vô. Khi nối thì khó quay lắm, tại vì phải làm trên kính hiển vi đó. Mọi người xem ha. Đó, xem đây là cũng có kiến thức chung chung về dòng này rồi. Mọi người xem mình bỏ lên cái kính hiển vi và mình xử lý cái đầu cổng cáp này. Cái đầu đứt mình đã cắt ra đó. Này mình lấy mình xử lý cái chân tín hiệu của nó để mình tiến hành là mình hàn cho nó chuẩn. Mình hàn mình nối cáp cho nó chuẩn. Mọi người xem ha. Mình sẽ tiến hành mình xử lý cái đầu cáp này. Nó rất là nhỏ, phải bỏ lên kính hiển vi mới làm được nha mọi người nha. Các bạn xem thấy nó rất là nhỏ, mình dùng đây. Mình dùng mỏ hàng, bỏ lên kính hiển vi, nhìn trên kính hiển vi nó phải sửa. Rất là chi tiết, nó rất là nhỏ, nên đòi hỏi phải có công cụ, dụng cụ hỗ trợ. À đây mọi người xem về cái quy trình, xem cơ bản thôi nha mọi người ha. Mình sẽ tiến hành mình hàn cái cáp này. Đây, các bạn xem mình sẽ tiến hành mình hàn cái cáp này và mình sau đó hàn chuẩn hết rồi. Và mình sẽ test lại cho mọi người xem ha. Nên nó nhỏ lắm nên phải để lên kính hiển vi mới làm được nha mọi người nha. Chứ ở dưới là không có cách nào làm hết. Hàn không là không có cách nào hàn được. Mọi người xem ha. Đây nha mọi người, sau khi mình hàn cáp xong thì mình lắp vào nè. Đây là cái giai đoạn là lắp vào để mình thử nữa thôi. Đó các bạn xem ha. Mình lắp vào từng cặp màn hình vô rồi mình sẽ test lại tổng quát nó ok hết là mình sẽ giao cho khách hàng thôi. Thì cái ban bệnh này thì mình xử lý chắc trong vòng 1 tiếng tới 2 tiếng, trong khoảng thời gian đó là mình có thể giao cho khách là cái bệnh là MacBook Pro 13 2015-2016 nó bị là mờ cao áp, mờ màn hình
bị bóng đèn sân khấu à, đó là những cái bệnh đèn sân khấu rồi đó. Nhiều anh em kỹ thuật nói vui với nhau là bệnh đèn sân khấu, nhưng mà thực chất đúng ra này là dùng từ là bị lỗi cao áp là chuẩn xác nhất. Lỗi cáp màn hình, cấp mà cao áp lên màn hình là chuẩn nhất đó. Nên khi mà cái video này mình làm thì mình sẽ đặt cái tiêu đề là sửa chữa MacBook Pro 13 2016 2017 bị lỗi cao áp à nha mọi người nha. Đây nha mọi người, sau khi đây mọi người xem ha, sau khi mình xử lý cao áp rồi thì mình gập lên gập xuống là vô tư ha. Tốc độ của anh này là 1 2 3 4 điện thoại à, đúng rồi. Ok à, sau khi mình xử lý cao áp rồi thì mình gập lên gập xuống vô tư. Đây dòng này là giới thiệu về Mac luôn ha, MacBook Pro 13 inch 2016 có tốt bằng và xử lý vấn đề lỗi cao áp thành công ha mọi người. À, chúc các bạn xem video và có kiến thức tương đối về cái ban bệnh của MacBook Pro 13 2016 17 lỗi cao áp, lỗi bóng đèn sân khấu, lỗi cáp màn hình.